khô chiên, đây khô cá dứa chiên cả nhà. Mình trở qua nó đều. Wow, rất là ngon luôn. Đỡ mặt qua chiên cho nó vàng rồi cả nhà. Đó, chiên cho nó vàng, ăn với cơm nóng cho nó ngon. Đây, cá chiên nó vàng tươi luôn. Đó, ngon không? Thơm phức luôn, thơm nguyên cả một lớp sớm luôn. Mấy người xung quanh chắc họ chạy luôn á, Mỹ xung quanh không à. Đây, mình chiên lên là đó, nó vàng đều hết trơn. Rất là ngon. Wow, thơm phức. Bên trong nó vàng xong rồi giờ mình vớt cái gì á. Giờ cái mình lót giấy cho nó thấm dầu. Wow, nó bị bể. Là dĩa nè, mình có lót giấy nè. Ngon tuyệt vời luôn. Đây mình tiếp tục chiên đợt 2. Vì là chiên trời rất là lạnh luôn cả nhà. Đúng là nãy giờ mình không có đội nón nha, nhức đầu quá chừng luôn. Đây khô lần 2 chiên này cả nhà, nó cũng vàng một mặt lại, giờ mình trở qua. Đó, rất là ngon luôn. Cái này phải chiên ngoài sân nha, chứ còn không có nên chiên trong nhà. Ở Mỹ mà chiên trong nhà là coi như là cái nhà coi như là khỏi ở luôn. Đây mình chiên ở ngoài trời nè. Mấy thằng Mỹ mà đi ngang nó nghe mùi nó chạy nhả trốn trơn à. Không có thầy nó bán nhà đi nơi khác mà ở. Đó. Đó nó cũng đã vàng rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình cỡ nè. Cỡ qua cái xong cái mình tắt lửa luôn. Mình vớt ra. Đây là trời cũng đã tối rồi, những căn nhà bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Lạnh nó phải đứng là sơn ráng chiên cho nó hết cái mã này. Mình đi vô nữa thay đồ, ăn cơm. Đó nhà thấy ngon không? Càng tươi luôn. Rất là ngon luôn.